Thưa quý vị, thưa các bạn, là quốc gia ven biển, Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260 km, có trên 50% dân số sống ở 28 tỉnh, thành phố ven biển, có nhiều tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển như giao thông vận tải biển, khai thác và chế biến khoáng sản, khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản, phát triển du lịch biển. Trong đó, trữ lượng dầu khí dự báo khoảng 10 triệu tấn dầu quy đổi và trữ lượng hải sản khoảng 3 đến 4,5 triệu tấn một năm. Từ năm 2007, Đảng và Nhà nước đã đề ra chiến lược biển đến năm 2020. Năm 2018, đề ra chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Những năm qua, ngành dầu khí đã không ngừng phát triển, trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, có những đóng góp không nhỏ cho đất nước vượt qua những thời kỳ khó khăn và trực tiếp tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, ngành dầu khí còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược biển của Việt Nam, góp phần bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của Việt Nam. Ngành khai thác và chế biến dầu khí thì là một cái ngành công nghiệp hiện đại và có một cái đóng góp rất lớn cho ngân sách quốc gia. Nhìn lại 10 năm qua thì thấy rằng chúng ta có một số những cái thành tựu trong việc phát triển các cái kết cấu hạ tầng để mà phục vụ phát triển kinh tế biển, ví dụ như là đường xá, cung cấp nước, điện, rồi những cái bến cảng. Công nghiệp dầu khí thì đánh dấu bằng cái sự xây dựng và cho vận hành cái nhà máy lọc dầu Dung Quất. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, với tiềm năng dầu khí của Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã ban hành các cơ chế, chính sách đúng đắn, kịp thời, qua đó thu hút được làn sóng đầu tư từ các tập đoàn dầu khí hàng đầu trên thế giới, tạo động lực to lớn giúp đất nước vượt qua thách thức và phát triển mạnh mẽ. Lĩnh vực khai thác và tìm kiếm thăm dò là lĩnh vực cốt lõi của ngành dầu khí. Không chỉ trong việc phát triển kinh tế đất nước, công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí còn góp phần quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền quốc gia và trở thành hạt nhân kinh tế ven biển. Có thể nói rằng, công nghiệp dầu khí ở đâu thì nơi ấy kinh tế địa phương ven biển có nhiều khởi sắc, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đóng góp hiệu quả cho việc thu ngân sách địa phương. Điểm lại hàng chục dự án, nhà máy công nghiệp của ngành dầu khí như nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, cụm khí điện đạm Cà Mau, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, vân vân. Cấp ủy các cấp trong toàn tập đoàn đã nỗ lực để nâng cao cái vai trò lãnh đạo của mình, để phát huy cái vai trò trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu doanh nghiệp đơn vị trong toàn tập đoàn để chúng ta song song để thực hiện cái việc củng cố lại cái tinh thần, xây dựng cái niềm tin cho người lãnh đạo dầu khí, hướng tới vì một cái mục tiêu là vì sự phát triển của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Là một trong những đơn vị chủ chốt trong ngành dầu khí Việt Nam, sau 40 năm hình thành và phát triển, liên doanh Việt-Nga Vietso Petro luôn hoạt động hiệu quả trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, đóng góp to lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Sau mỏ Bạch Hổ, Vietso Petro đã phát hiện thêm nhiều mỏ dầu khí khác có giá trị công nghiệp là Rồng, Đại Hùng, Nam Rồng, Đồi Mồi, Thiên Ưng, Gấu Trắng, Thỏ Trắng, với tổng trữ lượng thu hồi trên 300 triệu tấn dầu quy đổi. Tính đến thời điểm hiện tại, Vietso Petro đã khai thác được 241 triệu tấn dầu thô, doanh thu bán dầu khí đạt gần 84 tỷ đô la Mỹ, nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam gần 53 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận hai phía là 23 tỷ đô la Mỹ. Sự phát triển hiệu quả của Vietso Petro đã là nhân tố kích thích lôi kéo các nhà đầu tư nước ngoài vào công tác thăm dò và khai thác dầu khí ở Việt Nam. Từ sự phát triển của Vietso Petro nói riêng và ngành dầu khí nói chung đã tạo ra động lực thúc đẩy nhiều ngành công nghiệp khác phát triển như cụm công nghiệp khí, điện đạm, cơ khí chế tạo lắp ráp, lọc hóa dầu, công nghiệp tàu biển và các dịch vụ dầu khí khác. Kết quả khảo sát cho thấy, vùng biển Việt Nam chứa khoảng 35 loại hình khoáng sản với trữ lượng khai thác khác nhau từ nhỏ đến lớn, thuộc các nhóm nhiên liệu, kim loại, vật liệu xây dựng, đá quý và bán quý, khoáng sản lỏng. Đặc biệt, tiềm năng dầu khí phân bố trong 6 bồn trầm tích và hoạt động khai thác dầu khí được duy trì tại 11 mỏ ở thềm lục địa phía Nam. Thời gian qua, ngành dầu khí luôn giữ vai trò quan trọng trong kinh tế biển nói riêng và nền kinh tế của đất nước nói chung. Ngành dầu khí, một trong các ngành trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam. Chiến lược này sẽ được thực hiện thành công nếu có hệ thống thể chế pháp lý phù hợp cùng với chiến lược tài chính và ngân sách đặc thù cho các ngành trọng điểm liên quan thực hiện mục tiêu nhiệm vụ, trong đó có ngành dầu khí. Bên cạnh việc sửa luật dầu khí, cơ chế tài chính ngân sách cho phát triển ngành dầu khí phải được tính toán ngay trong tầm nhìn trung hạn và dài hạn, thay vì chỉ trong ngắn hạn như hiện nay.
có thể khẳng định ngành dầu khí là ngành kinh tế mũi nhọn, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bảo đảm tăng trưởng kinh tế của đất nước nhanh và bền vững, cũng như bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời có những đóng góp quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển khoa học công nghệ. Trong giai đoạn tới, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vai trò rất quan trọng trong chiến lược kinh tế biển của đất nước.